Kính chào quý vị và các bạn đã đến với bản tin thời sự đặc biệt trên kênh Tin Nóng 24 giờ. Kính chúc quý vị có những thông tin cần thiết khi trải nghiệm trên kênh của chúng tôi. Và ngay sau đây, kính mời quý vị và các bạn điểm qua những tin nóng dưới đây. Cựu Phó Chủ tịch tỉnh Hà Nam bị bắt. Kính thưa quý vị, ông Trương Minh Hiến, 63 tuổi, cựu Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Nam, bị bắt với cáo buộc có sai phạm trong vụ án khai thác tài nguyên trên địa bàn. Ngày 15 tháng 2, ông Hiến và Vũ Hữu Song, 64 tuổi, cựu Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Nam, bị Công an tỉnh Hà Nam khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Theo khoản 2, điều 285 Bộ Luật Hình sự 1999, các quyết định đã được Viện Kiểm sát Nhân dân Hà Nam phê chuẩn. Đây là diễn biến mới khi Công an Hà Nam mở rộng điều tra vụ án vi phạm quy định về khai thác tài nguyên xảy ra tại núi Hang Diêm, xã Liên Sơn, huyện Kim Bảng từ năm 2017 đến 2021. Theo hồ sơ vụ án, năm 2011, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Nam cấp giấy phép khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường và cho thuê hơn 34.000 m2 đất ở khu vực núi Hang Diêm cho hai công ty của Nguyễn Văn Diễn. Tuy nhiên, Diễn sau đó đã ký hợp đồng với Trung tâm Điều trị Cai nghiện Hà Nam để thuê người khai thác trái phép khoáng sản. Từ năm 2010 đến năm 2020, Diễn đã thuê và chỉ đạo khai thác trái phép khoáng sản tại khu vực núi Hang Diêm gần 60 tỷ đồng. Viện Kiểm sát Nhân dân Hà Nam nhận định việc khai thác khoáng sản trái phép diễn ra trong thời gian dài nên cơ quan quản lý nhà nước phải có trách nhiệm trong việc giao đất, cho thuê đất và quản lý trách nhiệm trong khai thác khoáng sản ở khu vực có dự án đầu tư xây dựng công trình. Điều hành giá xăng dầu, các bộ đổ lỗi lẫn nhau là rất thiếu trách nhiệm. Kính thưa quý vị, trong chuyện điều hành xăng dầu, tiến sĩ Nguyễn Đình Cung cho rằng các bộ trưởng cần lắng nghe doanh nghiệp, chuyên gia, không nên tuyên bố xử phạt, dùng mệnh lệnh. Tại hội thảo góp ý dự thảo nghị định sửa đổi, nghị định số 95 và nghị định 83 về kinh doanh xăng dầu do VCCI tổ chức, sáng ngày 14 tháng 2, tiến sĩ Nguyễn Đình Cung, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Quản lý Kinh tế Trung ương, CIEM, thành viên Tổ tư vấn Kinh tế của Thủ tướng Chính phủ khẳng định, trong thời gian vừa qua, việc để đứt gãy thị trường quan trọng như xăng dầu, trái phiếu thể hiện nhiều vấn đề tồn tại trong quản lý nhà nước. Có nhiều người nói, thị trường xăng dầu, trái phiếu đứt gãy có lỗi là do năm 2022 có dị biệt, có phát sinh tình huống, nhưng chúng ta đã ứng phó trước nhiều tình huống rồi, nên đừng đổ lỗi cho ngoại cảnh, ông Cung nói thêm. Nguyên Viện trưởng CIEM nói thêm, trước đây có thời điểm dầu thô lên 140 USD chứ không phải năm 2022 mới cao, nhưng trước đây chính phủ xử lý khác, cách điều hành cũng khác, thông tin không ra ngoài công chúng, các bộ không đá bóng lẫn nhau như vừa rồi. Điều hành xăng dầu thời gian vừa rồi, việc các bộ đổ lỗi lẫn nhau là rất thiếu trách nhiệm. Cũng theo ông Cung, trước đây chính phủ có nhiều tổ chuyên trách, tư vấn như tổ điều hành giá, hội đồng điều hành tiền tệ quốc gia, tổ tư vấn kinh tế của Thủ tướng, lắng nghe lẫn nhau, tư vấn cho các cơ quan điều hành và ra quyết định. Chính vì vậy, nếu có sự cố đứt gãy thì cũng chỉ mấy ngày thôi, sau đó quay trở lại xử lý được vấn đề. Ông Cung cho rằng, việc các chính sách mới xây dựng xong, chưa áp dụng bao lâu hoặc chưa ngấm đã sửa đổi, trong đó có nghị định 65/2022 về trái phiếu doanh nghiệp, nghị định 95/2021 về xăng dầu đã ảnh hưởng rất lớn đến thị trường doanh nghiệp và cho thấy tầm nhìn chính sách hạn chế. Trong những lúc nước sôi lửa bỏng của thị trường xăng dầu, thị trường trái phiếu, các bộ trưởng, trưởng ngành cần lắng nghe doanh nghiệp, lắng nghe chuyên gia, không nên tuyên bố xử phạt, dùng mệnh lệnh. Đừng nên nhảy vào tuyên bố sẽ làm thế này, làm thế kia. Các bộ trưởng, trưởng ngành cần rút kinh nghiệm và cần thay đổi lại. Về vấn đề của ngành xăng dầu, tiến sĩ Nguyễn Đình Cung nhấn mạnh, tư duy điều hành giá là lấy nhà nước quyết định giá bán cuối cùng. Mấu chốt điều hành là lấy quá khứ méo mó để làm khung điều hành cho hiện tại và tương lai. Ngay cả quá khứ không méo mó thì cũng không hợp lý để điều hành, ông bày tỏ. Tại dự thảo lần 2, nghị định sửa đổi nghị định kinh doanh xăng dầu, Bộ Công Thương không chọn đề xuất cho doanh nghiệp tự định giá bán. Do đó, Bộ Công Thương cần giải thích tại sao không để thị trường quyết định giá. Trước đây, mặt hàng đầu tiên chúng ta tự do hóa giá cả là gạo. Thời điểm đó, chúng ta lo lắm. Bởi trước đó, nhà nước lo gạo cho nhân dân, nên khi tự do hóa giá gạo, nhiều quan điểm lo rằng người dân sẽ không lo được gạo ăn cho mình, lo tình trạng đầu cơ tích trữ sẽ đẩy giá gạo lên cao, khiến người dân không mua được gạo ăn. Nhưng cuối cùng, khi tự do hóa, chẳng những người dân đủ gạo ăn, mà chúng ta còn từ một đất nước thiếu ăn trở thành nước xuất khẩu gạo lớn thứ hai thế giới. Nói như vậy, để thấy rằng với vấn đề xăng dầu, hãy để thị trường quyết định, bởi thị trường thông minh hơn chúng ta, ông Cung nói.
Cùng với đó, ông cũng đề nghị cần bỏ quỹ bình ổn xăng dầu, bỏ tư duy điều hành giá trong vòng 15 ngày hay 7 ngày để cho thị trường tự quyết định. Đối với quyền và trách nhiệm của phân phối, theo tiến sĩ Nguyễn Đình Cung, cốt lõi là đảm bảo cung cấp đủ hàng trong mọi điều kiện. Đây là trách nhiệm của nhà nước, chứ không được đẩy sang vai trò và trách nhiệm của doanh nghiệp. Theo đó, để thị trường xăng dầu ổn định và thị trường hóa tự do, thì những gì hạn chế cạnh tranh phải loại bỏ ngay. Ông Cung cho rằng, những cải cách cần phải trao đổi nhiều, không chỉ cơi nới trong nghị định hiện nay, mà phải thay đổi tư duy của quản lý nhà nước. Tự ý ngừng bán xăng dầu, phạt sao cho đúng. Trong một thời gian dài, dư luận đổ dồn bức xúc về phía những cửa hàng bán lẻ xăng dầu treo biển ngừng bán hàng. Nhiều cửa hàng cũng bị cơ quan chức năng xử phạt khi tự ý ngừng bán hàng để chờ tăng giá hay vì bất cứ lý do nào khác. Bức xúc của dư luận là hoàn toàn hợp lý, bởi hành động tự ý ngừng bán hàng khiến thị trường xăng dầu trở nên hỗn loạn, người dân phải xếp hàng dài chờ đổ xăng trong mệt mỏi. Song, cần nhìn rõ hơn về mặt bản chất. Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI trong góp ý về dự thảo nghị định sửa đổi, nghị định 95/2021/NĐ-CP về kinh doanh xăng dầu đã chỉ rõ thực tế không phải ai cũng tỏ. Thời gian qua, nhiều doanh nghiệp bán lẻ xăng dầu phải chịu mức chiết khấu bằng không, thậm chí chiết khấu âm. Doanh nghiệp không muốn càng bán càng lỗ, nhưng nếu ngừng bán thì sẽ vấp phải phản ứng dữ dội từ dư luận và bị cơ quan quản lý xử phạt nên đành cắn răng chịu khổ. Trong khi đó, doanh nghiệp bán buôn có quyền chủ động giá bán buôn, không gặp áp lực về lỗ, lãi và không bị xử phạt khi ngừng bán hàng. Với cách thiết kế quy định như hiện nay, nhà nước dường như chỉ tôn trọng quan hệ dân sự với bên bán buôn khi không quy định chiết khấu tối thiểu hay giá bán buôn tối đa và không xử phạt khi dừng bán hàng. Trong khi đó, nhà nước lại can thiệp vào quyền tự do kinh doanh của doanh nghiệp bán lẻ bằng cách quy định giá bán lẻ tối đa và xử phạt khi cửa hàng ngừng bán. Nói cách khác, quy định pháp luật chưa xây dựng theo hướng bảo vệ mạng lưới phân phối rộng khắp với nhiệm vụ cung cấp xăng dầu đến mọi ngóc ngách, mọi hoạt động kinh tế xã hội mà dường như chỉ bảo vệ số ít, khoảng vài chục đầu mối lớn kinh doanh xăng dầu. Phạt sao cho đúng, đó là bài toán cần tháo gỡ hiện nay. Mấu chốt vẫn là xử lý ổn thỏa cơ chế giá bán lẻ xăng dầu. Việc mở toang thị trường để cung cầu quyết định giá cả có lẽ chưa thể thực hiện ngay trong bối cảnh thị trường chưa phát triển toàn diện, đồng bộ. Trước mắt, có thể thiết kế chính sách theo hướng hài hòa lợi ích các bên, không chỉ là lợi ích giữa bên bán xăng dầu với người tiêu dùng, mà còn cả lợi ích giữa các bên kinh doanh với nhau. Bởi thực tế cho thấy, sự bất bình đẳng giữa các bên kinh doanh là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến sự rối loạn của thị trường trong thời gian qua. Chính sách đầu tiên cần xem xét là quy định mức chiết khấu phù hợp cho cửa hàng xăng dầu, theo tinh thần xem đây là một trong những chi phí kinh doanh cần thiết. Trong bối cảnh khó khăn, ít nhất cần đảm bảo chiết khấu không rơi xuống mức âm như doanh nghiệp phản ánh trong thời gian qua. Tiếp theo, cần cho phép doanh nghiệp bán lẻ xăng dầu được quyền mua hàng từ nhiều đầu mối khác nhau để chủ động lựa chọn nhà phân phối có nguồn cung đảm bảo, chính sách chiết khấu tốt và không bị đứt nguồn hàng nếu đối tác bị tước giấy phép hay gặp bất cứ trục trặc nào khác. Cuối cùng, cần tiếp tục nghiên cứu, xem xét, đưa kinh doanh xăng dầu đi theo định hướng thị trường toàn diện trên cơ sở cạnh tranh lành mạnh, phá bỏ thế độc quyền, tạo điều kiện cho doanh nghiệp bán lẻ có nhiều cơ hội lựa chọn nhà cung cấp, cũng như tạo điều kiện cho người tiêu dùng có nhiều cơ hội lựa chọn nhà bán lẻ theo nhu cầu. Những tin tức vừa rồi cũng đã khép lại bản tin của Tin Nóng 24 giờ. Cảm ơn quý vị đã chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.